Tân Hoàng Minh lập công ty mua bán nhà để thế chấp ngân hàng. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thiếu khoảng 1.100 xe đón khách dịp 30 tháng 4. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chi hơn 24.000 tỷ đồng làm đường vành đai 3. Chi 138 tỷ đồng hỗ trợ y tế cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy bột giấy lớn nhất cả nước xả thải ra biển. Thu hồi cà phê giảm cân chứa chất cấm khiến người dùng hôn mê, tổn thương não. Nguyễn Ngọc kính chào quý vị, kính chúc quý vị buổi tối an lành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức Việt Nam tối nay ngày 7 tháng 4 của Khỏe Tự Nhiên. Sau đây là thông tin chi tiết. Liên quan đến sự việc đang nóng lên hiện nay của tập đoàn Tân Hoàng Minh, cơ quan chức năng phát hiện thêm việc Tân Hoàng Minh lập công ty mua bán nhà để thế chấp ngân hàng. Các công ty liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh thường xuyên ký các hợp đồng cho thuê, mua bán bất động sản chéo với nhau rồi mang hợp đồng này đi thế chấp, vay vốn ngân hàng. Hiện ngân hàng SHB đang giao bán khoản nợ của công ty cổ phần hạ tầng cảnh quan Green Us. Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ quyền tài sản và lợi ích khác của công ty phát sinh trong hợp đồng mua bán 45 căn hộ tại dự án The Place Deloitte của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, ông Đỗ Hoàng Việt, con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng, người đang giữ vai trò là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lại chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật của Green Us. Bên cạnh vai trò lãnh đạo, ông Việt cũng là cổ đông lớn nhất tại đây. Ngoài ra, đây không phải giao dịch duy nhất mà các công ty có liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh ký kết các hợp đồng cho thuê, mua bán bất động sản chéo với nhau, rồi dùng chính các hợp đồng này để thế chấp, vay vốn ngân hàng. Cả Cung điện Mùa Đông và Soleil cũng mang hợp đồng hợp tác đầu tư ký với công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc làm tài sản thế chấp để vay hàng trăm tỷ đồng tại công ty cổ phần tài chính điện lực. Tiếp theo, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thiếu khoảng 1.100 xe đón khách nhân dịp 30 tháng 4. Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Đặng Ngọc Cương cho biết, nếu lượng khách đến tăng lên 60.000 lượt một ngày thì sẽ thiếu 1.100 xe trong giai đoạn cao điểm. Do đó, sân bay đang làm việc với 4 hãng taxi, 6 hãng xe hợp đồng và 2 hãng xe công nghệ để đáp ứng nhu cầu khách đi lại bằng đường hàng không tăng cao nhân dịp 30 tháng 4 tới. Để giải tỏa tình trạng ùn tắc và thiếu xe đón khách, ông Cương đã đưa ra các giải pháp như yêu cầu các hãng taxi đáp ứng đủ số lượng xe như đã cam kết, có phương án điều xe linh hoạt, ưu tiên khu vực sân bay, khuyến khích khách chủ động đặt xe trước, xem xét bổ sung hãng xe vận chuyển. Đồng thời, cảng sẽ chủ động xây dựng và áp dụng phương án xả trạm thu phí trong trường hợp cao điểm gây ùn tắc kéo dài. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chi hơn 24 tỷ đồng làm đường vành đai 3. Và ngày hôm nay ngày 7 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thị Thắng trình đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết triển khai dự án đường vành đai 3 với mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng. Vành đai 3 tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Công trình thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Thành phố Hồ Chí Minh dự tính việc chuẩn bị đầu tư dự án giải phóng mặt bằng từ nay đến năm 2024. Năm 2025, việc thi công tuyến đường cơ bản sẽ hoàn thành, thông xe toàn tuyến trước khi hoàn thiện vào năm 2026. Trong tổng vốn đề xuất, thành phố dự kiến bố trí gần 19.500 tỷ đồng ở giai đoạn 2021-2025, hơn 4.500 tỷ đồng giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Vành đai 3 được quy hoạch 11 năm trước, đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, tổng chiều dài gần 92 km. Hiện toàn tuyến chỉ đoạn Tân Vạn, Bình Chuẩn dài hơn 15 km, đi qua Bình Dương đã đầu tư 6 làn xe. Ngoài ra, trên đoạn Tân Vạn, Nhơn Trạch, hiện dự án thành phần 1A kết nối tỉnh lộ 25B Đồng Nai đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thành phố Thủ Đức, dùng vốn ODA sắp khởi công. Cũng trong cuộc họp vào ngày 7 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất chi hơn 138 tỷ đồng để hỗ trợ y tế cơ sở. Trong tờ trình chính sách đặc thù nhằm nâng cao năng lực trạm y tế phường xã đến năm 2025, được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thị Thắng nêu tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố, đề cập đến nội dung để nâng cao năng lực y tế cơ sở, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 138 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ cho các bác sĩ, điều dưỡng và người lao động tại các trạm y tế. Theo Sở Y tế thành phố, đợt dịch thứ tư vừa qua, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn bộc lộ nhiều điểm yếu,
thiếu nhân lực, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng. Riêng 3 tháng đầu năm nay, khoảng 400 nhân viên y tế tại thành phố xin nghỉ việc với lý do là môi trường không phù hợp hoặc thu nhập thấp. Với đề xuất trên, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 3 nhóm tại 310 trạm y tế trên địa bàn từ năm nay đến năm 2025. Mức hỗ trợ với các bác sĩ là 60 triệu đồng trong 18 tháng, 30 triệu đồng trong 9 tháng với điều dưỡng và hộ sinh. Tổng kinh phí dự toán là 16 tỷ đồng mỗi năm. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề xuất hỗ trợ mỗi nhân viên vệ sinh và bảo vệ cho các trạm y tế mức là 5,5 triệu đồng mỗi tháng, dự toán kinh phí hàng năm là gần 41 tỷ đồng. Cùng xuất phát từ những hạn chế được nhìn thấy trong đại dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tờ trình về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê, ở đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 2.200 trẻ mồ côi cha mẹ, gần 800 người cao tuổi, có con, người trực tiếp nuôi dưỡng tử vong do dịch bệnh COVID-19 và khoảng 730 người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất thời gian thực hiện chính sách chăm lo hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn từ ngày 1 tháng 5 năm nay đến hết năm 2023. Tổng kinh phí thực hiện hơn 60,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, một sự việc cũng đang được quan tâm nhiều trong ngày khi có thông tin nhà máy bột giấy lớn nhất cả nước xả thải ra biển. Người dân Quảng Ngãi đang lo lắng việc xả nước thải từ nhà máy bột giấy lớn nhất Việt Nam mang tên VNT19, khu kinh tế Dung Quất ra vịnh Việt Thanh sẽ ảnh hưởng đến môi trường, sinh kế của dân địa phương. Theo chủ đầu tư, nhà máy bột giấy VNT19 sử dụng thiết bị, công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến. Vị trí xả thải được chọn cách bờ 1.000m tại vịnh Việt Thanh. Với công nghệ và 3 hồ chứa cùng hệ thống quan trắc, chủ đầu tư tự tin rằng sẽ xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường và kiểm soát được sự cố. Chủ đầu tư cũng khẳng định việc xả nước thải ra vịnh Việt Thanh đảm bảo an toàn là vậy. Tuy nhiên, người dân lo lắng ảnh hưởng môi trường và sinh kế. Ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hải khẳng định đây là chất thải độc và đề nghị quy trình vận hành xử lý nước thải có hồ nuôi cá kiểm chứng và người dân được liên tục giám sát. Nhiều ý kiến cho rằng khu vực xả thải tương ứng với vùng đánh bắt hải sản ven bờ của người dân làng chài, nếu có sự cố xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Nhà máy bột giấy VNT19 được khởi công xây dựng năm 2015 trên diện tích 117 hectare ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư là 10.000 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đã điều chỉnh kế hoạch đưa vào sản xuất vào cuối năm 2023, mỗi năm sẽ sản xuất 350.000 tấn bột giấy lớn nhất tại Việt Nam. Dự án này được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa vào danh sách có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao và từng bị người dân vùng dự án, chuyên gia môi trường phản ứng. Thưa quý vị, khi mà đời sống người dân càng được nâng cao, nhu cầu về làm đẹp là điểm khiến cho nhiều người từ phụ nữ tới nam giới đều đang rất quan tâm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cải thiện vóc dáng. Trên thị trường có hàng loạt các thực phẩm chức năng, thuốc quảng cáo giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, để sử dụng bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm nào thì chúng ta cần phải là người tiêu dùng thông thái. Tại sao lại cần phải là người tiêu dùng thông thái? Sau đây sẽ là một ví dụ. Thu hồi cà phê giảm cân chứa chất cấm khiến cho người dùng hôn mê và tổn thương não. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có quyết định về việc thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân. Kết quả giám định của Viện Pháp Y cho thấy trong loại cà phê giảm cân có chứa sibutamine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, trong thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe của người dùng. Trước đó, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân 37 tuổi ở Hà Nội vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật, tổn thương não sau 4 ngày uống cà phê giảm cân Hoàng Gia. May mắn là sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp kịp thời nên tình trạng đã dần dần được cải thiện. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay của Khỏe Tự nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.